Chào bạn, anh Tây, SHMO 125 lên 150 bao nhiêu tiền, báo giá qua làm, kèm thêm câu anh Tây, lóc bể tét á, ngay ốc sẽ nhớt á, à thì ra là tét ốc sẽ nhớt, cho nên là mới gỡ ra làm để sẵn làm mình lên 150 luôn, chứ không gì ghê gớm á, chứ còn mấy con em ru rồi các bạn, cảm ơn các bạn nhiều. Đang chạy máy xe em là gì mà xe mà nhớt, mà nước luôn vậy không gì không có. Chào em, thì đầu tiên á, khi mà lên máy 150 này dĩ nhiên là do anh bỏ, lòng bỏ, đầu bỏ. Nhưng mà anh cũng góp ý với em đôi lời, anh xin quay cái tình trạng của xe em khi gỡ ra. Bởi vì sao, để mà sau này khi mà anh làm cho em một cái máy 150 á, thì em còn biết cách bảo dưỡng nữa. Đầu tiên á, là lắp nè, bảo phần lắp lắp nè, là em đi vô nước rất nhiều. Thì bây giờ khi mà anh đáp lại, anh cũng sẽ kiểm tra cái ống hơi luôn, cầm lắp lắp lên bảo. Đó, rồi bộ đèn lắp nè Nhật. Đó, quay bộ đèn láp luôn nè. Rồi Thiện ơi. Rồi, đó đúng không, vô nước rất nhiều. Rồi bắt đầu kiểm tra phần nồi ấy Nhật. Nồi á, thì bây giờ là khi anh chỉ ra nè. Đó, là hao mòn ha, bi. Anh đâu có kêu đâu, hỏi thử. Ủa phải bô len xi, tôi thấy nguyên thùng bô len xi luôn à. Rồi tay dên cháy nè. Rồi, và ví dụ em chọn combo này á, là mâm lửa nè, mâm lửa đó của em anh sẽ thay luôn á, đầu lòng của em nè. Rồi ngã ba bơm nước của em bể nè, bể đây nè. Rồi lóc của em nè, cháy đen hết ha, bên đây là vô nước. Rồi thì bây giờ vô phần chủ đạo mà em mong chờ nè, là em có nói với anh là kiểm tra cái vụ này thì em dán keo AB ở đây là dán cứng ngắc luôn rồi. Nhưng mà anh nói với em một cái ghê nè, thay đi không có mắc tiền đâu, thấy nguyên một cục nhôm vậy đúng không, nói giá thay ra nghe hết hồn liền, rẻ hết hồn á. 980k đáng thay không? Phải thay, quá rẻ. Camera đứng trên quay xuống đi chậm, tất cả phụ tùng hãng cần được thay thế cho một chiếc xe. Thì những clip các bạn coi á về cách em bảo dưỡng máy á, là sẽ là giữ lại tất cả dơn đầu lòng trên xe các bạn làm mà gia công. Bởi vì đó là không phải bao giờ là thay full hết, bởi vì thay full hết nó rất là mắc tiền, nó không mà phù hợp. Và thêm một cái nữa, em làm á, đồ nào của chủ xe mà xử lý kỹ thuật cơ khí được, xài lại được, em đều giữ lại hết. Nhưng mà trong chuyên mục này các bạn đang coi á, là từ chủ xe đang đi một xe SHM 125cc lên 150cc, thì dĩ nhiên á là dên lòng đầu là không giữ lại được. Giống như có nhiều anh em thì làm theo cái gói kinh tế là rẻ, là lấy cái đồ đó gia công lên. Nhưng mà theo tay thì mua cái đồ dinh, bản chất đồ dinh nó luôn ngon. Và từ qua lăng lửa hoặc là lòng trái đồ vậy, nó chạy cái xe các bạn thông thả hơn. Cho nên đây là cấu hình em sẽ lựa chọn cho chủ xe. Thì quên hồi nãy đem dịp cái lóc mất. Thì chủ xe á, khi mà thay cái lóc, ai mà nghe từ thay cái lóc người ta cũng đều sợ, nhưng mà các bạn phải phân biệt khi mà thay cái lóc là thay lóc gì. Một là lóc xả nhớt, hai là lóc số. Riêng em cái lóc số là không bao giờ em thay. Thì ở đây là cái lóc này là lóc số chủ xe nè. Đó là em vệ sinh sạch sẽ lại toàn bộ những cái phần mà vô nước ở bên láp đồ á, là em đã làm lại cho chủ xe. Đó, rồi xong hơn. Thì ở bên đây nè, thì mới kêu là cái lóc số, cái lóc dài này mới lóc số, là ngay tay em đang chỉ xuống máy của người ta nè, là mới đúng là cái lóc số. Đó, rồi thì cái lóc này là không bao giờ em thay, cho dù có bể, có tét, có nứt hay gì á, là em cũng sẽ tìm mọi cách em xử lý lại cho chủ xe. Rồi, là một. Thì em thay là gì? Em thay cái lóc sảnh nhớt. Và sao kêu là ốc lóc sảnh nhớt? Bởi vì nó sẽ có con ốc sảnh nhớt ở đây. Thì hôm qua em đã nói với các bạn cái số tiền á, của cái lóc này rồi đó. Số tiền của lóc này nó quá rẻ. Một cái người ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mà tổng đại tu.
thì dĩ nhiên á là người ta không tiếc cái này. Nếu mà cái lốc này nó 4 củ khoai, 5 củ khoai, 10 củ khoai, các bạn đắn đo, các bạn suy nghĩ, cái này nó chưa tới 1 củ khoai thì phải thay nó, đúng chưa? Rồi thì em sẽ có lưu ý với các bạn vậy. Đầu tiên là tại sao ông nổ này bể nó là do cái người trước á, người ta xí con ốc này quá lực. Nhưng mà nó còn một trường hợp nữa là lông đòn sẽ nhớt, ốc sẽ nhớt. Những cái này á, khi mà các bạn đi thay nhớt, các bạn nên thay thường xuyên. Ví dụ 4-5 lần thay nhớt hoặc là 7-8 lần gì đó, các bạn thay con ốc này đi với lại lông đòn. Lông đòn này là khoảng 2 lần thay là các bạn thay lông đòn nhôm. Cổ ốc này cứ 7-8 lần gì đó, các bạn thay con ốc vẫn được, vẫn tốt cho các bạn, bình thường, không sao hết. Bởi vì có những người ta siết bằng đồ nghề không có tốt, con ốc này nó tà đầu. Đó. Cho nên là mới bể. Thì đây, em thay một cái lốc sẽ nhớt mới và em sẽ dặn vô cho các bạn coi nè. Không có gì mà tuyệt vời bằng mà khi mà thay một cái lốc mới gì hết nha các bạn. Nếu mua có nên thay, nếu mà cái lốc giá trị rẻ nên thay, vậy thôi các bạn. Đó, và trên cái lốc mới nè, cái phần này rất là quan trọng là lưng mặt đạn. Các bạn thấy trên mạng xã hội nhiều người người ta chỉ khoan rổ ta lô ở đây để mà chống lỏng lóc hay cái này kia, đúng không? Thì khi mà các bạn mua thêm cái lốc mới gì nữa, cái ổ lưng mặt đạn dơn này nè, nó sẽ bót, nó sẽ mới, nó sẽ ngon cực kỳ, không cần rút lóc khoan ta rô chế này chế nọ tùm lum mệt đau đầu đó, cực kỳ đảm bảo. Rồi còn ở đây mà đúng nghĩ thay mới nè các bạn, là thay mới full nội bộ lần sau, dơn nè, lồng nè, đầu nè, hoa lăng nè, mâm lửa nè. Rồi thì dơn ở đây á là em sẽ sử dụng cho chủ xe á, là dơn full cây. Dơn đây là dơn gì, dơn 150 các bạn đó, là nguyên cây dơn mới luôn. Nhiều người là người ta sẽ sử dụng lại lên cũ, người ta thay tay dơn, bởi vì hai tay dơn nó khác nhau. Nhưng mà mình nói với các bạn á, rồi người ta cân dục là gì, là người ta phay trên đây nè. Cổ này là mình mua nguyên cây dơn mới thì sẽ có được một cái bạc đạn hãng luôn, không bị máng nhớt đồ là đẹp đẽ. Tay dơn là nhà sản xuất hãng làm có độ rơ phù hợp, quá đẹp, ắc trên đây không cần xử lý, thả nguyên cây vô rồi lấy, độ dục là đúng dinh sẵn của dòng 150, không có cần cân dục cân đồ, không có bị tê cu tê giái tê chim gì hết, chở gỡ nó không bao giờ nó rềm mu. Đó, mu của con gỡ nhiều khi mới làm mới cắt mép đổi bên lon rềm mu hết nó bỏ liền, đó là thua, là nguyên cây dơn hãng mới, yên tâm để đàng hoàng lắm, có rớt đâu, đừng có căng thẳng vậy, thầy mày có nghe. Thì chủ xe lựa chọn đây là cái gói VIP nhanh là sẽ thay là cuộn lửa luôn. Cuộn lửa này cũng 150, nó sẽ khác cuộn lửa 125 và hoa lan luôn. Có nhiều anh em làm thì không cần thay hoa lan, không cần thay cuộn lửa cũng sao hết đó. Đó, nhưng mà thay vô chắc chắn là phải ngon, đúng không? Nếu mà anh em không thay thì anh em sẽ chế một khâu, bởi vì cái chiều dài này nè, cái chiều dài từ đây tới đây nè của cái hoa lan 125 và hoa lan 150 khác nhau đó, nếu mà không thay thì phải chế khâu, còn nếu thay thì không cần chế. Rồi qua lăng lửa là thay ha. Rồi lồng thì có hai sự lựa chọn cho các bạn. Một là các bạn sử dụng lồng Vario Clip Thái 150, nó là đường kính bê tông á là 57. Hai á là các bạn ăn gian chút xíu như em, ăn gian được cái gì thì ăn gian, là em sẽ sử dụng là lồng trái bạc của SH Việt Nam 150 đó, thì nó là 58, hơn có 1 ly rồi các bạn. Đó, thì ở đây là bê tông hãng nè, bạc hãng nè, nguyên cái lồng mới hãng nè, không cần gì tuyệt vời hơn. 153 cm khối. Đó. Là phải uống là 153 cm khối cồn vô thì bắt đầu mới chạy được xe này. Chạy cho đỡ sợ, giới thiệu với các bạn một sản phẩm thị trường đang hết hàng là đầu Vario 150. Thì ở trên cái đầu này nè, là em sử dụng là một cái xúc bắp CNC nè, một cái xúc bắp bình thường nè. Tại sao? Tại vì thị trường đang hết hàng, cho nên là em mua một cái đầu theo xe còn tuyệt vời đẹp luôn. Đó, để em làm lại cho chủ xe, vậy thôi. Mà các bạn thấy mới ken à, không gì hết á. Bây giờ hết đồ mới xài đồ cũ. Đó, miệng mồm đồ là chỉnh lại nhiều khi ngon hơn đầu mới luôn nha các bạn. Bởi vì thật sự cái đầu mới á, cái miệng số bắp này á, là nó cần thời gian chạy để đều. Còn đây là mình chỉnh sẵn luôn là cái miệng chỉ trên đây đó, lỗ xăng bô đồ lén ón các bạn, đẹp cực kỳ. Rồi là phần đầu,
cam cò đồ là xài lại, bởi vì cam Vario 150 và 125 y chang nhau. SH Việt Nam ấy đồ y chang. Rồi qua bên đây là lửa cầm phốt bơm nước, xe này là phải thay nha. Đó thì khi mà các bạn mua, anh em nào có điều kiện em mua nguyên cái bơm nước. Còn đối với em lựa chọn là cái cách là bảo dưỡng thay thế những cái hư thôi. Là ví dụ như thằng này nè, là nó sẽ có tuổi thọ sử dụng của nó nha các bạn, cho nên các bạn phải thay. Và khi thay thằng này là em sẽ thay thêm cộng sinh này, kêu là sinh trái sòi á. Rồi là xong. Lắp đây là em sẽ thay full mặt bạn lắp đó. Này là xích cam nha các bạn, và này là ống ngã ba nước. Ống ngã ba nước này á là có gãy là làm sao, là trên xe người ta gãy ở đây nè. Các bạn làm xe ga chắc chắn các bạn không tránh khỏi tình trạng bị gãy cái này rồi. Khi gãy này mua thay thôi. Rồi rong chân, rong lòng đó, tất cả mọi thứ. Rồi nồi em sử dụng nồi zin nha, bố nồi zin cầm lên bảo, và sẵn làm em thay bố tháng sau cho chủ xe luôn. Rồi cái bánh lên sau chủ xe tung bị móp đây nè, thì có chụp hình báo chủ xe là bị móp trước, và đóng tăng bu lại, tăng bu xe này là hết quát rồi đó. Nhớt máy, nước mát, nhớt láp, tất cả là thay full hết cho chủ xe, đúng bảo dưỡng full của máy. Các bạn lưu ý nè, các bạn hay nói em một câu á là hở là trẻ, như xe này nè em đang làm đúng không, chủ xe kêu thắng kiếp anh tay em có nhiêu đó thôi em thắng liền. Biết sao thắng không các bạn? Bởi vì cái xe này nè, ví dụ như là bản số của chủ xe nè, nó rớt ra ngoài rồi, nó bị xé đằng sau á, chủ xe nó hết tiền, hết là phải thắng, không cách nào mà làm được á. Rồi là một. Rồi ở đây phần máy là em làm xong rồi nè, ngon lành êm ái. Vô cảm giác đầu tiên mà chạy xe ga là cái nồi á không có chờ nha, là phải dặn là có liền là một. Cái thứ hai nữa là cái ống ga phải nhẹ. Làm xe ga các bạn lưu ý hai điểm đó cho khách hàng, là các bạn sẽ lấy nhẹ ga, nồi không chờ là lụm đó. Ơ su đồ là em xét đồ lại hết. Làm xe này là em có thay thêm cho chủ xe một kim phun 150 để phù hợp cấu hình kim phun, sử dụng kim phun dinh hãng nha các bạn nha. Vậy là xong rồi đó, thì rửa ráy sơ qua một vòng cho chủ xe giao về. Thì xe này là làm máy nè, vệ sinh động xăng kim phun nè, làm nhẹ dây ga là tặng chủ xe nè đó, với lại là mở kiểm tra lọc gió đó cho chủ xe. Dàn chân dàn cẳng là không gì hết, với lại là đóng nâng bu bánh sau hay bố bánh sau, là cái phần đó là phần riêng ở ngoài các bạn. Bởi vì khi mà xe ga làm á là cái phần bánh sau đồ á là mình đã rút ra mình làm, thì sẵn là mình thay bố tháng mình kiểm tra tăng bu chủ xe luôn. Chủ xe rất là thích cái việc này, cảm ơn các bạn rất là nhiều.